ba cái cô này bán đông quá. Bánh một lọc, bánh một lọc kìa. Ủa cô, cho con hỏi bánh này là bánh gì hả con? Bánh bèo con. Bánh bèo. Đó, bánh bèo. Còn bánh kia là bánh bột lọc. Còn ở trong đây cái gì nhá? Bánh ít trần. Bánh ít trần. Đó, ba cô đây mỗi người bán một loại bánh. Dạ làng. Dạ. 30 năm rồi. 30 năm rồi. Dạ. Hay đó là chỉ có một cô là ngồi bán trước thôi hả? Rồi xong từ từ là mới lên thành ba cô. Có đây là bà Hoa nè. À. Bà Bông. Chợ đây là chợ bà Hoa, bà đây là bà Hoa. Bà đây bà Hoa hả? Bà đây là bà Hoa bán súp. Còn bên đây là bà Bông rồi, còn có cái cô bên kia là bà gì? Chào các bạn. Hôm nay là thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2022 ha. Hôm nay Quy đến đây để đi chợ bà Hoa. Quy đang đứng trên đường Lý Thường Kiệt và đường Lạc Hồng Quân ngay dòng xe nha các bạn. Đây. Bây giờ là khoảng chừng gần 8 giờ sáng rồi, 7 giờ 50 phút rồi. Mọi người, lượng người đi làm xe rất đông. Nắng sớm. Và hướng này là sẽ về ngã tư Bảy Hiền, qua bên kia là đường Hoàng Văn Thụ, về đường Cộng Hòa, ra sân bay Tân Sơn Nhất. Rồi, Quy đã tới chợ nha các bạn. Đây, Quy đang đứng ngay ngã ba đường Bầu Cát và đường Trần Mai Ninh. Đây. Bên trái các bạn ấy, thì bán về các loại cây kiểng, bông đồ. Còn bên phải là bán trái cây, bông. Và Quy đang đứng trước tiệm tạp hóa bán hàng Tết, bánh trái rồi. Rồi mời các bạn đi theo Quy vô chợ nha. Đây, Bầu Cát, Trần Mai Ninh. Và đây Quy đang đứng cái trong đường Trần Mai Ninh, nhìn ra ngã ba Bầu Cát nha các bạn. Tại vì cái khúc ở ngoài nó có nhạc á, nên Quy né ngoài, Quy đi vô đây, Quy quay ra nha. Rồi mời các bạn đi quay vô trong khu chợ. Hiện tại bên chợ Bà Hoa này thì nãy giờ Quy thấy cái khúc ở ngoài đường Trần Mai Ninh này nè, thì rất là vắng người đi mua đồ nha các bạn. Nha các bạn. Giờ này khoảng chừng 8 giờ 10 sáng rồi. À, không biết cái khu ở trong rồi sao đây. Cái khu ngoài thì nó hơi vắng chút. Rồi mời các bạn đi theo Quy vô chợ nha. Rồi mời các bạn đi tiếp nha. Tại vì Quy né cái chợ bán thịt đó. Chợ đây vắng nha các bạn. Mà khúc trong không biết đông hay không. Không thấy sinh khí của chợ giống như ở bên chợ Gò Vấp á. Chợ Gò Vấp thì rất là đông nha các bạn. Chợ sáng rất đông. Bên trái các bạn bán về dây nịt, ba lô, khăn. Bên phải bán rau củ, thịt. Nói chung ở đây nãy giờ Quy đi thấy thịt rất là nhiều. Chưa thấy mua được cái gì hết. Mua đồ hủ hả?
Rồi. Ở đây có chị này, chị bán đậu hũ. Chị bán đậu hũ thôi đó chị. Một ly đậu hũ đem về. Bên phải cũng có thịt và bên trái cũng có thịt nên chỉ quay được cái cô đậu hũ thôi, không quay được xung quanh. Đây. Bỏ nước dừa vô chung luôn hả em? Chợ hôm nay thấy hơi vắng đúng không chị? Ờ. Giờ 8 giờ gần 8 giờ rưỡi rồi mà thấy cái đường vắng que. Rồi em cảm ơn chị nha. Rồi mời các bạn đi tiếp nha. Vú sữa. Ây, có anh này anh bán tôm nè. Anh ngồi buồn heo buồn hiểu luôn. Không ai đi chợ anh. Vắng quá, mua tôm nè. Tôm anh bán sao em ơi? 170. 170 kg. Rồi, tôm còn sống luôn nha các bạn. Đó, tôm còn sống luôn. Trời vắng từ lúc đầu khi nào? Mới đây rồi. Vắng mấy ngày nay. Mấy ngày nay à? Từ nay. Từ quê hết rồi. Đó. Đây tôm nè. Sống các bạn. Ở đây thấy chợ này rất là vắng. Là gần Tết là mọi năm sao anh bán đây lâu chưa? Bán cũng lâu rồi. Bán tháng 5 luôn hả chị? Bán lâu rồi hả? Bán lâu rồi. Anh bán đây là được mấy năm rồi anh? 10 năm rồi. 10 năm rồi. Mà anh thấy có năm nào giống như năm nay không? Có năm nay, năm nay vậy chứ. Năm nay tay to luôn hả? Năm nay mình dịch rồi nữa nè. Rồi từ hồi mà bán lại tới giờ. Đó, anh có bán cua đồng. Cua đồng là cái này là cua đồng đúng không anh? Cua biển. Cua biển nha. Đây là cá đu đủ rồi các bạn. Cá đu đủ nước sạch. Đầu lặn hết rồi. Còn mình thôi. Cá cá đồ này nhiêu ký anh? 150. Còn cua anh? Cua 200. Cua 200 ký. Còn cũng vừa các bạn. Rồi. Anh có bán rau luôn. Kế bên có chị bán chuối, dâu tây. Đây bán đậu hũ, rau, bánh trái. Rồi. Rồi, tụi ăn bánh bán tôm. Nẻ luôn cái chỗ bên kia có bán thịt luôn. Qua chị vú sữa. Vú sữa. Em 5.000 ký rồi em. Rồi. Cô ủng hộ cho chị đi em. Vú sữa chi chi bao hộ. Vú sữa lựa sao lắm cái nào đi. Cái gì ăn liền thì lựa mấy trái tiếp. Còn để mai ăn thì lựa mấy trái này. Rồi để mai ăn. Về cuốn ông tài ông địa.
lắm rồi, tại em để thích uống sữa lắm. Thích chú sữa lắm mà. Chú sữa đi bao ngọt, 25 ngàn, thích chú lắm. Ở hiểm nè, một bịch vậy là 5 ngàn hả chị? Dạ đúng rồi, 5 ngàn một lạng ha. À, 5 ngàn một lạng hả? Đăng ký nha em. Trời. Cái này có chị 31 thì lấy 30 kìa. Ủa không? Dạ không chị, 2 ký. Đây. Đó, 5 ngàn một bịch. Ở treo sẵn luôn. Cái sữa ngon lắm, mua vô đây. Kê thôi về là gửi chỉ đây đi một chút ra là ra lấy chứ em mẩm con rồi chút rồi sao cầm ngon lắm nha. Rồi vú sữa ngon rồi, từ chị vú sữa mình đi tiếp nha các bạn. Muốn gì? Muốn bánh hả? Đó. Này bán bánh kẹo rất là nhiều. Em mua bánh gì? Em cũng biết mua bánh gì. Trời. Tôm cua su ha. Đây, đây là đặc sản khô. Dạ chào chú. Đó. Su kho Quảng Ngãi. Rồi. Món này là Huy không biết rồi. Đâu? Nó nấu từ con biển khô. Con biển khô hả? Xôi gứt nè, xôi giò nè. Nấu từ con biển không biết. Ơi. Củ kẹo chưa cà đầy đủ đó. Đó. Đây con nhộng nha các bạn. Đó. Kêu. Cái này là thơm. Cái cô này hỏi các bạn biết này là cái gì không? Đây là thơm nha. Thơm có người gọi là thơm. Đó. Các bạn thông cảm nha, Quy chĩa máy xuống đất á thì các bạn cũng hơi khó coi một chút, tại vì xung quanh Quy toàn là thịt không à, trước lòng chợ cũng là thịt mà Quy đứng ở chỗ này cũng là thịt mà chĩa máy chỗ khác cũng là thịt, nên các bạn thông cảm nha. Bây giờ Quy chĩa máy xuống đất và đi thẳng vô chợ nha. Rồi con cảm ơn con nha. Con này gọt thớm rất là điêu luyện nè các bạn. Đó. Đẹp không? Đó. Cô này có đẹp không? Đó. Rồi cảm ơn cô. Em định mua rau gì? Tại vì ở đây là chỗ miền Trung mà. À. Có rau sống và rau xanh nha. À, bây giờ hồi nãy em giờ em muốn nấu cái gì? Ờ. Ok. Mua rau sống đi. Giá hành ớt. Rau sống. À YouTube á chị. Đây. Quay ké hàng bên đây luôn. Đó, đây là dưa. Chả muối. À, cái này là măng. Về mắm. Cho chú nguyên hàng củ kiệu nha các bạn. À, củ kiệu năm sẵn, tình tết rồi. Quá cho người bán củ kiệu luôn. À.
nê dưa leo. Chào cô. Rồi. Mà chợ năm nay hơi vắng không chị, gần Tết mà em thấy chợ vắng lắm. Dạ. Dạ dạ. Không đông đúc. Dạ. Cô đây bán 40 năm rồi. Rồi em cảm ơn chị nha. Đây có bánh con chị gái, cho em xin phép em quay một cái nha chị gái. Tầm sống rồi các bạn. Rồi vô luôn em ơi. Đây góc này có chị bán cá riêu hồng. Đây. Cô có quay vậy chơi. Dạ, cho con xin phép quay cái đó, cá riêu hồng. Chợ này hôm nay vắng hả cô ha? Dạ. Dạ. Có mình em đi à. Rồi, mời các bạn đi tiếp. Rồi, mời các bạn đi tiếp. Rồi, con này bán chè nè. Chè luôn. Chè đậu đen, chè đậu trắng. Chè đậu đen, đậu trắng. Cái này đậu ván không vậy? Đậu ván hình như là của người miền Trung đúng không cô? Dạ. Của bà luôn. Bà. Đây là chè bánh đặc. Dạ. Bà cũng là người miền Trung luôn hả? Dạ. Của bà, ví dụ người miền Trung Tết người ta thường, ví dụ của người trong miền Nam á thì là học dịch thịt kho của kiệu, còn người miền Trung ăn Tết là những thức ăn thì mì quảng thì cũng giống giống như ăn vậy thôi. Dạ. Lấy hai bịch đi, một bịch đậu trắng với một bịch đậu ván đi. Bịch đậu ván này hả em? Dạ dạ. Rồi, tiền em ơi. Nhiều cô? 20.000. Rồi con chào cơm nha. Rồi các bạn đi tiếp. Đây vô khu này rất là dễ chịu. Rau củ quả. Tôm. Đây bán gà dép. Khoai lang. Tỏi. Hành. Đậu. Khu vực này đa số bán trái cây và cá bên hông chợ. Còn khu ngoài đầu chợ thì thịt rất là nhiều các bạn, ngay chỗ đường Trần Mai Ninh. Quy quay là Quy cũng nhát tay nữa. Đây nè, bán trái cây nè. Trong đây còn một đường nhỏ nữa các bạn. Đó.
Rồi bên kia thành công à, không chơi. Đây. Mua về nấu hủ tiếu rồi em mua gì nữa em? Ba. Dạ con chào à. Mua gì em? Đây bà có bán à, mắm dưa, ớt sạch tới, hai ba loại ớt sạch tới luôn, và mắm gú. Ba, cái này là ớt gì vậy bà? Tương ớt hả bà? À đây. Cái giống ớt sạch tới nữa không bà? Dạ. Cái này là đặc sản của bên miền Trung. Dạ tại không hồi đó nha bà. Rồi lấy một hũ ăn thử. Nó là ớt sạch tới. Cái này là ớt sạch tới. Mắm quá trời mắm. Rồi hai chục. Bà bán đậu nè. Em mua ớt khô, tiêu. Đậu trắng, đậu xanh, gạo có luôn. Bún khô có luôn, các loại. Cái đó là bả gạo đâu, cái đó là nếp. Nếp hả? À nếp. Rồi anh này bán tôm sống nhảy bò bò bạch. Cái này nè. Tôm đồng. Cát lư hả bác? Dạ cát lư. Dạ 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 cát lư cát lư. Rồi chào con nha. Rồi. Mấy kilo à? Mua đi mời cũng có nữa. Tôm đã quá. Em đi hết chợ có em đánh mắt lắm. Thôi đưa mẹ hả? Dạ dạ dạ. À, tôm này nhiêu ký anh? 220. Đất thiên nhiên. Tôm thiên nhiên hả? Đất thiên nhiên, 22.000 con. 22.000 một lạng. Rồi. Rồi mời các bạn đi tiếp nha. Rồi từ anh bán tôm đi tiếp nè các bạn. Đây bán bánh ít lá gai 10 cái 40.000. Đó. Rồi, đi tiếp các bạn ơi. Bánh đen đen này là bánh gì vậy? Xôi dị. Rồi đi. Dạ, cảm ơn anh nha. Thật, thật. À. Chả cá thu Phú Yên, chả cá hát lát. Lần kia có quán phở bán mang về. Rồi mời các bạn đi tiếp nha. Đây bán đồ Tết rất là nhiều các bạn. Rất là nhiều. Bánh in đậu. Mình và những cái bánh mình không biết thôi. À bánh đó là làm bánh bò. Ta
số đây người Trung nhiều. Hên quá, bên phải có thịt. Rồi, ở đây bánh không? Rồi ra ngoài mua thịt về nấu hủ tiếu thôi. Bánh rất là nhiều các bạn. Đa số bán bánh. Rồi mình đã đi một vòng trong lòng chợ. Mình ra lại đường Trần Mai Ninh nha các bạn. Hồi nãy Quy qua vô hướng bên kia, giờ Quy ra hướng bên này đó. Còn trước cổng chợ đó, trước mặt của chợ chính đó, thì Quy không có quay được cho các bạn coi nha. Tại vì những tiểu thương ở đây người ta bán thịt rất là nhiều đó. Và khúc kia dưới kia cũng là đường. Đây bán sâu đi nè. Bán bánh gói, bán nấm. Các bạn thấy đầu chợ không? Ở khu 11. Mà mình quay trước tránh mặt chợ không được. Wow, ba cái cô này bán đông quá. Bánh một lọc, bánh một lọc kìa. Ủa cô cho con hỏi bánh này là bánh gì hả con? Bánh bèo con. Bánh bèo. Đó, bánh bèo. Còn bên kia là bánh bột lọc. Còn ở trong đây cái gì nữa mâm? Bánh nít trần. Đó, ba cô này mỗi người bán một loại bánh. Còn bên đây là cô này là bán súp rồi. Đó, nguyên cái nồi súp luôn. Bánh gói súp cua. Đủ món ăn chơi. Dạ, đủ món ăn chơi luôn. Em ăn gì em? Bánh bột lọc. Cái này bánh bột lọc cũng thiếu không cô? Không có bột lọc cũng thiếu. Ơi. Còn một lọc. Đây, còn có miếng. Mình lọc đấy không? Cô lọc ở đây mình lọc nha. Chai đủ rồi cô. Ủa, thấy bên kia là có chả, hồi nãy cái hộp kia có chả đúng không? Có chả luôn, chả có 20. Chả luôn 20, rồi bỏ chả vô luôn con. Rồi, đó, chả bỏ vô, hai cây chả, quá đẹp. Rồi, cô cầm lên giùm con đó cô. 20.000. Ba cô ngồi ở đây bán lâu chưa cô? Hả cô? Lâu rồi con. Lâu rồi hả cô? Dạ. 20 năm rồi. 20 năm rồi. Ba cô đi luôn. Ba cô luôn thôi. Cô đang nhìn cao tuổi không? Cao tuổi hả? Già làng. Dạ. 30 năm rồi. 30 năm rồi. Dạ. Thầy đó là chỉ có một cô là ngồi bán trước thôi hả? À,
rồi xong từ từ là mới lên thành ba cô. Có đây là bà Qua nè. À. À, bà Bông. Chợ đây là chợ bà Qua, bà đây là bà Qua. Bà đây bà Qua hả? Bà đây là bà Qua bán súp. Còn bên đây là bà Bông rồi, còn có cái cô bên kia là bà gì? Không biết. Rồi, mấy cô bán đây vui vẻ quá. Rồi, chào mấy cô. Bà Qua, bà Bông. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn các bạn những video kế tiếp. 385.